Xin chào tất cả quý ba anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Vâng, cô chú ạ, hiện tại thì em Tuyên đang đi vào với nhà em Phú. Cho Liền nhá. Liền giặt quần áo. Đây thì đây mọi người ạ. Rồi xin chào anh chị nhá, chào anh nhá. Đây bắt đầu giữa là cũng tươm tươm ở đây mọi người ạ. Nhà trông thế nhiều gỗ nhỉ? Rõ từ sáng giờ đấy nhỉ. Từ sáng đến giờ luôn mà. Xong bờ lô trên kia chưa em? Để bên kia. Bên này xong rồi, còn mặt bên kia xong chưa? Xong một mặt thôi đúng không? Bên kia xong rồi. Xong bên bên này xong chưa? Bên này chưa. À. Còn một tí ạ. Đây. À đây này cô chú đây. Đây chưa? Đang cắt một nhà Phú là nhiều gỗ lắm. Đấy. Chỗ anh Chính này quả đập xong thì coi như cái gỗ này đi đun củi rồi. Ủa, chủ nhà kia. Cái này mang lên nhóm bếp rồi. Bên này thì hạ bờ lô mọi người. Đây. Đấy. Phải nhắm mắt vào là không được, ngửa mặt lên là không nhìn thấy gì đây. Thank you.
ở trên tầng trên mái kìa, những người trèo lên dỡ cái đinh, những cái đinh ở cái bờ lô ấy phải rất là tỉ mỉ các chú ạ. Cậy cái đấy để cậy cẩn thận để còn giữ được cái tấm bờ lô nguyên vẹn nữa chứ không phải không. Mục hết này, gỗ này. Ở đây thì cũng có đội thợ này, và thứ hai nữa là có những người ở thôn đến giúp nữa, như anh Chính này, Xính Pà này, Thề này. Còn đội thợ chính thức là có 4 người, 5 người. Bây giờ thì thôn thì cũng có những người đi làm rồi ấy, nên là ít nam. Đấy, vỡ này. Đấy. Những cái ván thì có những là miếng là ván, có những miếng là miếng cho em Xính Pà vừa dỡ kia em Tuyên đấy, là đợt đấy em nghĩ là đợt đấy là Phú đi lấy ở dưới Nho Quế đấy. Nó dỡ từ những cái thùng hàng ở Nho Quế ra, cái thùng người ta đựng hàng chở máy móc xây nhà máy thủy điện ấy. Trước cũng đi trèo cột điện hay sao mà có hẳn cái dây trèo cột điện này? Có chứ. Ừ. Họ thuê à? Họ thuê trong trèo mang dây này. Này. Đây là dây bảo hộ an toàn đấy. Dây trèo cột điện đấy, hiểu không? Hỏng hết rồi. Đợt đấy thuê trèo cột 500 này á? Ây già già. Được đấy nhỉ bà con này. Ai không sợ độ cao cơ. Cái dây này chắc lắm đấy thầy ạ. Chắc cực kỳ luôn. Trường tiểu học Sài Đồng đấy mọi người thấy không? Cái áo của tiểu học nhưng mà người lớn trên này mặc được, chứng tỏ mọi người biết là trên này nó bé như nào, là con bé là. Bây giờ dỡ ra thì mọi người thấy được cái bếp lò không? Bếp lò đây, xây bằng gạch đấy. Đây là cái thùng này. Bếp ngay đây, cái phòng ngủ này, bé tí một tí này, từ chỗ cái mỏm đá đến đây này, quay tí thôi. Mình sẽ tư vấn Phú xem là xây nhà cái gì cô chú ạ.
Để hết đồ để giường bên kia. Nâng các lưỡi cưa. Đây như cô chú thấy thì ở những cái ngôi nhà gỗ của bà con trên này đấy, thì ngày trước ấy, nó làm từ những cái thanh gỗ ở đây thì nó không có thể dài được. Đây, cây que thì nó chung vót vót đeo đeo nó không thể đẹp được đúng không ạ? Và nối đấy, đấy. Những cái xà kìa, đoạn trình rất là bé tí luôn. Đó. Những nối từ những cây xà mộc, xà miếc bên này này, bên những cái đằng bên kia, đầu hồi bên kia. Nối về thôi chứ. Đấy, bà con cũng nói chung là không có thể đủ hệ thống được cái gỗ được. Đấy, nên là ví dụ như chúng ta nhìn thấy dỡ được ngôi nhà này của em Phú ra, mà khi chúng ta nhìn thấy nhà em Phú đây nhá, gỗ kiếc ở đây dùng còn rất là tốt, nhìn rất là tốt, nhưng mà dỡ ra thì mọi người xem là khó là tận dụng lắm. Tận dụng thì vẫn được thôi, nhưng mà có thể là nó chỉ được vài năm thôi là nó sẽ hỏng. Đấy, nên là em Tuyên thì cũng đang mắc vào một cái vấn đề bên chỗ nhà bảy mẹ con thì đang không có kinh phí nhiều các cô chú ạ. Đó, nhưng mà bây giờ thì em Tuyên cũng đang rất là băn khoăn không biết là thế nào. Bây giờ mua gỗ về để những cái cột trụ đây này thì bằng 1 triệu, còn cái cột trụ ở bên trong kia, đấy, cột trụ nối với cái mái này này là 1,5 triệu, xong còn thuê đội thợ nữa. Đó, cứ 3 gian như này, 3, 6, 9, 12 cột đấy. 3 gian là 12 cột đấy. Thì theo phong tục người Mông thì luôn nó phải có cột nữa cơ. Đó, nên là bây giờ thì nếu mà để làm với 7 mẹ con, cái kinh phí đấy rất là khó. Bây giờ em Tuyên thì 12 cột thì tính là 12 triệu, cứ cho 12 triệu đi. Đấy, còn chưa tính những cái hệ thống xà ngang như này nữa, để nối giữ khung vào nhau nữa. Đó, nên là 12 triệu này thì em Tuyên đang băn khoăn vào vấn đề là có thể là thuê thợ làm đổ cột bê tông. Làm cột bê tông thì nó rơi vào tầm ngang ngang như vậy, nhưng mà sau này nó bền hơn và nó chắc hơn. Và chúng ta cứ xây khung hết cột bê tông như thế đi, xong ở nhà còn bao nhiêu bờ lô, còn bao nhiêu gỗ thì chúng ta cứ quây tạm vào đấy, tùy thuộc vào kinh phí của gia đình. Lúc đó mà có nhân duyên của cô chú ủng hộ nhiều hơn thì có thể là ví dụ còn có thể dựng được tường gạch. Nếu mà không được thì chúng ta cứ quây gỗ vào thôi, và quây bạt vào thôi đấy, ít nhất được cái khung nó an toàn. Sau này còn có thể có điều kiện hoặc là chúng ta có những cái sự hỗ trợ của nhà nước chẳng hạn đấy, thì lúc đấy gia đình sẽ tự sửa sang thêm. Chứ bây giờ nếu mà để dựng khung gỗ ấy, thì em thấy rất là băn khoăn vì cột bên kia nó còn không đẹp bằng những cái cột như này cơ. Những cái cột nhà Phú này nhìn rất là đẹp đấy chứ. Nó đen đen thế thôi nhưng rất là chắc. Mà cột nhà 7 mẹ con kia nó không được như này. Nên là em Tuyên nó rất băn khoăn mọi người. Không khó thì mình chả biết tính như nào cả. Mà đâu cũng phải thuê thợ đâu. Dựng khung nhà gỗ cũng phải thuê thợ, mà dựng khung bê tông thì vẫn phải thuê thợ đấy. Nên là cũng rất là khó đấy. Nhiều dây thép phết nhà Phú ấy. Dỡ ra toàn thép với móc đây.
Cắt hết cái dây này đi à? Lấy sắt à? Biết đâu mấy nữa có điện thì sao? Biết đâu mấy nữa có điện thì dùng treo cột điện sao? Bán sắt vụn rồi à? Các cô chú ơi này, hôm nay dỡ nhà ông thề này, ông đi cắt cái thép này chẳng dùng được thế. Hả? Cái thép đấy chẳng dùng được. Sao cái phú hâm đấy nhỉ? Cái dây thép này đổ bê tông được mà. Hả? Cái này cho đổ bê tông được. Phú hâm đấy nhỉ? Cái này dùng đổ bê tông được. Thế ạ, à, bảo phú ấy. Phú rồi. Bán sắt vụn làm gì? Người ta cho thêm bê tông cho cột nó chắc hơn, rốt thật đấy. Hầm lắm. Cái này để cho vào cái rằng giữa nhà ấy. Thế ơi, đừng cắt nữa, để anh bảo Phú cho nó vào rằng, cho rằng giữa nhà ấy, cho nó chắc. Đổ cái cột rằng cho cái này vào tội gì đâu. Cái này quá chắc luôn đấy. Đi bán sắt vụn thì bao nhiêu tiền? Hầm lắm bà con. Cứ phải thích sắt mới cơ. Dây sắt này, dây này rằng cái tường được mà thề. Phú. Phú ơi. Cái này dùng đổ bê tông được mà. Ờ. Cái sắt này em rằng, em cho thêm vào cho chắc tội gì. Cột em càng chắc thêm. Đi bán này được bao nhiêu nghìn đâu. Cái này đổ bê tông được mà. Cần gì để mới. Đúng rồi, trời ơi. Chua thật đấy. Cái này sao không đổ được? Cho nó kèm vào. Cho nó kèm vào tốt như thế gì nữa đây này. Sắt này gần bằng sắt. Cái này chẳng được. Cái này đổ bê tông cái mặt cho nó vào. Ôi trời ơi. Cho nó nhiều nhiều vào me me này thì cho vào. Đây này cho một cái lo một cái me me hiểu không? Mình bán đi được có chỗ này chi xia chứ mấy. Trời ơi, đi mua. Đi mua thì mất bao nhiêu tiền không? Hâm thật. Thế đừng cắt. Tham làm gì, bán cái đấy không được bao tiền đâu. Để cho nó đổ bê tông. Đợt nhà xá nó chẳng lấy cái dây này đổ bê tông này. Có dây thép này không biết tận dụng bà con, đúng là hầm lắm. Các cô chú ạ, thế này cũng là 9 người mà cũng chưa thể xong được. Đấy, nên bây giờ đang dỡ hết cái bờ lô ở trên mái rồi. Bây giờ thì đang vào nghỉ ăn trưa. Đây, đội thợ này là đội thợ của bố của em Kía đây, bố vợ đây. Đấy, chưa biết đâu là bố vợ cả. Rất là nhiều ván ấy, nhờ Phú ấy. Toàn ghép ghép từ những tiếng ván đến mục ra. Dỡ ra thì mọi người thấy đấy, cũng những cái ván này thì nói thật với mọi người thì như nhà em thề được vừa rồi ấy, chỉ những cái ván này để làm cái chuồng dê, chuồng bò thôi. Chứ cũng làm kê thôi, chứ làm quây thôi, chứ cũng không thể. Đã dỡ ở mục nó cũng chả làm nhà được ấy, nó chả được bao nhiêu năm rồi. Đây này, nó chỉ làm được chuồng dê, chuồng bò thôi. Chứ không ấy tận dụng được. Khổ. Chứ không dỡ thì không sao, mà dỡ ra thì mọi người biết chả dùng được cái gì cả. Gọi mời đi ăn cơm. Không biết là tí nữa là cơm có những cái gì đây. Hôm nay là tiếp đãi đội thợ xem nào. Ông sinh bà này đi ua công thì lấy tiền mà xây nhà đây. Cười cái gì? Đi ua công mà trả nợ đi mà xây nhà đi. Tận dụng hết những cái sắt vụn này.
Đây là cái lưỡi cưa đấy mọi người ạ. Thấy cái ôm vào cái lưỡi cưa thời xưa đấy. Bên trong kia thì đã di chuyển vào ăn cơm trưa của chúng. Nói chung thì em Tuyên thì xuất cơm trưa em Tuyên đây. Xôi đây. Vào xem là bà con ăn như nào. Wow. Bên trong này thì nói chung là để hết nhờ chỗ nhà xá này đây, tầm tôn bờ lâu này. Vẫn còn bị vỡ đấy mọi người. Đấy là các bác thợ đây làm tỉ mỉ lắm rồi đấy. Giường này. Giường đây thì dát giường thì bằng những miếng ván luôn. Mà những cái giường này là bà con tự làm. Tự lấy tay, tự đẽo, tự chặt. Chứ làm gì phải là giường mua đâu. Mọi người xem. Đây này, bên này thế này. Nhà Phú thì có mỗi cái giường bên kia là giường tiện này. Mà cái giường tiện bên kia em chưa nhìn thấy là nó cũng rụng hết những cái thanh kia rồi. Thanh dát chắc chắn là không phải rồi. Thanh dát là không phải rồi đấy. Thành rát là tre rồi này. Thành rát là tre rồi mà những cái hoa tiện kia còn rụng hết rồi. Còn bên này cũng là cái giường thì cũng là tự vót từ cây ra rồi này. Đấy, tự đóng vào thôi. Chứ bà con cũng có đâu. Rất là hay đúng không ạ? Rồi, xin chào vợ Phú. Rất là mộc luôn. Về ra chỗ đoạn phía này nhà xá để ngồi nghỉ ăn cơm cho nó mát. Chiều nay tiếp tục cái công cuộc dọn đất ngôi nhà của nhà A Phú này nhé. Còn phía đằng bên kia nhà anh Sì thì hai vợ chồng vẫn đang túc tắc đóng gạch. Rồi ăn cơm đi, xin chào. Đây các chú ạ. Đây thì bữa cơm của đại gia đình đây. Mèn mén rau cải, cải chua. Hôm nay là thế là 9 người chứ mà làm từ sáng giờ cũng nhà Phú cũng rộng chưa xong được nhỉ? Được đấy. Ngày đấy đúng không? Nhiều ván nữa cơ. Đâu bố vợ Phú là ai? À đâu bố vợ Phú mà? À chưa ra đâu gì? À đây em cậu gì chưa thấy đúng không, chưa có mặt bố vợ ở đây đúng không? Đội thợ của bố vợ là có 6 người đấy, đông người này xây nhanh đấy. Triệu đô của chú ạ. Vâng của chú ạ, thì sau những cái bữa trưa ấy, nhẹ nhàng với những cái muôi mèn mén với những muôi rau thì bây giờ các bác thợ tiếp tục là xuống dỡ nhà rồi. Thì đây mọi người hiểu là đây là khoán nên là bà con làm rất là khẩn trương. Vì cái căn nhà của Phú trông vậy thôi, khi dỡ ra nhìn cũng tương đối là rộng rãi mọi người. Đó. Rất nhiều đồ, rất nhiều cây. Đang dỡ ra. Em Tuyên thì không dám đứng gần vì cái cây que nó rất là khá là nguy hiểm, với lại là nó cái bòng hóng ấy mọi người, đứng gần mình đứng xuôi gió ấy, nó bụi lắm. Các bác thợ này rất là hay nhé, đặt
bắt không cái vào phát nằm luôn. Đó. Cái ý thức trách nhiệm của bà con rất là cao khi thuê khoán ở đây. Mọi người nhìn ở phía đằng sau sau kìa. Trên những nương đấy, bà con thôn Địa Chìa thì cũng đang đi làm cỏ, đốt cỏ lên. Làm sẵn cỏ thì đợi bao giờ mưa là bà con cày nương. Đấy, mọi xem này. Đấy. Nương bà con thì toàn đá là đá đây. Chả có gì cả, khổ lắm. Cố gắng kê đá vào để mượn ít đất để trồng ngô thôi. Chứ không thì chả còn đất đâu mà trồng ngô cả. Nên là với cái vấn đề là hiến đất để làm lường ấy, bà con ở trên vùng cao này nói chung là không phải ai cũng có thể hiến được, vì bà con gia đình đã không có đất để canh tác rồi. Không có đất để canh tác thì nó liên quan đến là không có gì để ăn. Vì bà con đây là 100% là nông nghiệp rồi. Bà con ở ngoài huyện, vùng cao, ở ngoài huyện ấy, ở những vùng đồng bằng hơn ấy, người ta còn có đất, hoặc là người ta ở ngoài huyện thì người ta còn biết đi làm thuê, vì người ta có biết tiếng phổ thông và có thể ít nhất là biết chữ, hoặc ít nhất là biết tiếng phổ thông, đi làm nó dễ hơn. Còn ở những vùng sâu, vùng xa này thì bà con lại không biết chữ và cũng không biết tiếng phổ thông, nên là bà con không đi làm thuê đâu được, nên là bà con phụ thuộc 100% vào kinh tế canh tác. Nên là đó là cái điều mà tại sao đôi khi chúng ta gặp những trường hợp rất là khó hiến đất. Là mong tất cả mọi người hiểu cho bà con, vì hiến đất đi thì bà con sẽ không còn đất để canh tác nữa này. Liên quan đến vấn đề canh tác không có thì bà con sẽ đói ăn. Đấy. Hiến cho người ta thì người ta sẽ đói ăn, thì đấy là một cái vấn đề khó khăn của gia đình người ta gặp phải. Nên là mong cho mọi người hiểu cho tại sao đôi khi làm đường đến 1 mét thôi nó cũng khó, hoặc 50 phân lên nó cũng khó. Vì vấn đề là sau này gia đình người ta đói khổ thì ai cho được. Đấy. Nên là mong mọi người hiểu cho thêm một chút cái cuộc sống ở vùng cao. Đấy. Còn ở những nơi người ta có nhiều đất thì người ta hiến đơn giản, còn những nơi người ta không có đất thì người ta phải hơi khó khăn một chút xíu. Chứ nói thật bà con này giúp đỡ tương trợ nhau rất là tốt đấy chứ, chẳng qua là vì cái kinh tế thôi. Chứ không nói thì mọi người cũng không thể hiểu được mà tại sao lại kỳ sỉ hiến đất thế này thế kia. Đó. Khi bà con đòi bồi thường nó chuyện nhỏ thôi. Rất nhiều dây dợ mọi người. Đinh. Dỡ ra đúng là nhà bà con không có những cái kèo, cái cột nó đàng hoàng, hay nên là làm cứ chắp vá và nó càng thêm nhiều kèo cột nữa. Dỡ nhà thì ngại nhất là vào cái khu vực bếp này thôi. Mấy nữa thì dỡ ra cái bong hóng nó bay thì nó rất là bẩn. Nó bẩn là một mà nó bay vào mắt đấy mọi người. Không tránh được đâu. Gió thế này. Bà con để chia cô chú kìa. Đấy, bà con đi gánh nước về mọi người. Xuống cái mỏm nước kia cứ gánh từng nước từng tí một. Chỗ kia là cái dây bằng ống nước buộc vào đấy mọi người ạ. Hay không? Nhà đấy.
Đây đó, cha xin mời. Ôi nhỏ tụi tết đã chua hết rồi. Đó. Cái gì thấu ớt. Ôi tự nhiên cái có tiền một cuối thôi. Cái tết này mà chụp gì. Phú này chưa đóng đóng chắc đấy. Rất là giỏi trèo leo đấy mọi người. Hôm nay thì ăn cơm có hỏi thì ở đây thì đội thợ có bố kia nhưng mà chưa thấy bố lên. Hôm nay bố vẫn ở một bệnh viện thì phải. Đấy. Rút ra là ra rồi đấy. Thì đang giữ mới đáp bà, thì đang giữ một đau kia.
Cái cột này còn trông vậy thôi còn tốt hơn cái cột nhà bảy mẹ con nhiều đúng không ạ? Ngày xưa bà con đây mua được những cái cột rất là tròn, rất đẹp luôn đấy. Mọi người xem này, rất đẹp luôn. Bây giờ rất là hiếm. Nhà chị đấy, chị dính, chị bảo có được 16 cây nhưng mà là toàn cây sa mộc như kia. Cây sa mộc thì chúng ta chỉ làm mái được thôi, chứ không thể làm cột này được. Đó. Nên đó là cái vấn đề rất là nan giải, nói thật với các chú ấy. Không dám gỡ ra mà làm. Đấy các chú ạ, thì như mọi người thấy thì cái công đoạn tháo dỡ ngôi nhà em Phú thì nó cũng đã tươm tươm rồi. Bây giờ em tin nghĩ nó được rơi vào tầm 60% rồi. 60 đến gần 70%. Bây còn cái khung cứng kìa. Đấy, và chuyển vào đây. Đấy, toàn là các nam khỏe mạnh đấy. Mà chưa anh em tôi để ý là các bác, mọi người để ý là người dân tộc Mông trên này làm việc hay uống rượu đúng không? Nhưng mà tại sao ngày hôm nay không uống? Vì uống là chúng ta làm việc ở trên cao. Đó. Nên em tôi có hỏi mà vì có một hai người uống nhưng mà uống ít. Em tôi hỏi là hôm nay thấy bà con uống có vẻ là dè dặt. Bà con bảo là năm nay là khi chúng ta dỡ nhà là làm việc trên cao nên là uống ít thôi, đảm bảo an toàn. Còn khi mà ví dụ đào móng nhà hay là xây gạch các thứ ấy, bà con thì cũng uống có thể thoải mái hơn một chút xíu. Đấy nên nói chung bà con cũng biết được cái sự an toàn khi trong lao động là như nào. Chứ không phải là cứ bảo là có rượu là uống đâu mọi người ạ. Đấy. Ừ. Có lẽ là cái công tác chia sẻ những hình ảnh của nhà em Phú dỡ nhà để chuẩn bị cho một ngôi nhà trong tương lai. Thì có lẽ là em Tuyên cũng xin phép dừng tại đây thôi. Bây giờ thì cũng rơi vào 2 giờ chiều rồi, bây giờ thì em Tuyên có đi ra phía mé lầu để đi chia sẻ tiếp những hoàn cảnh. Đó là gia đình bảy mẹ con mọi người ạ. Đấy. Bây giờ thì nói chung là ra đến mé lầu là chiều nay em Tuyên có hẹn là 4 đến 5 giờ chiều là có chở cát, chở xi vào để bàn giao cho gia đình nhà chị Dính. Thì vì sáng anh ấy gọi nhưng mà cát thì người ta không có, bột đá gọi là bột đá ấy. Bây giờ ở trên cái vùng cao nguyên đá em Tuyên là bột đá nó đang rất là khan hiếm. Mặc dù rất nhiều đá nhưng mà bây giờ gọi là hiện tại bây giờ trên vùng cao nguyên đá nó là công viên địa chất toàn cầu là cao nguyên đá. Nên là nó không cho khai thác đá bừa bãi. Đấy, nên là bây giờ phải vào các bãi nên là bây giờ nó không được khai thác tràn lan nữa mọi người ạ. Nên là khai thác đá bây giờ nó rất là khó. Nên là hôm nay em Tuyên có gọi thì phải mua từ ngoài huyện vào. Ngoài huyện vào trong chỗ đoạn mé lầu kia thì nó rơi vào hơn 40 cây, đấy rơi tầm 42 cây. Đó, mà giá rất là cao mọi người ạ. 550.000 một khối. Chứ không phải 450.000 một khối nữa. Giá rất là cao. Thế nên mọi người biết là bà con thôn Đề Chia chúng ta ấy, bây giờ là khai thác đá và tận dụng sát bột đá và đóng gạch ra thì nó tiết kiệm được bao nhiêu đấy. Một khối bột đá cũng không được nhiều lắm đâu. Ví dụ như đống nhà Phú kia chỗ kia phải rơi tầm em tôi nghĩ nó phải rơi về tầm 20 khối, hơn 20 khối đấy. Xe 7 khối, tí nữa chúng ta xem xe 7 khối nó bé tí à. 20 khối thì chúng ta xem là được bao nhiêu tiền rồi. Đấy, nên là bà con tiết kiệm khá nhiều tiền đấy. Đấy, thì có lẽ là em Tuyền cũng xin phép được tạm dừng video đây thôi. Xin chào, hẹn gặp lại người, hẹn tất cả cô chú anh chị ở theo. Hy vọng là video sẽ nhận được những like, những chia sẻ và những đăng ký kênh của các cô chú anh chị khán giả đang theo dõi kênh nha. Xin chúc mọi người có một buổi xem video vui vẻ ạ. Em Tuyền xin chào.